Thưa quý vị và các bạn, ở đảo Trường Sa, trồng cây xanh để phủ xanh đảo là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Mỗi một mầm xanh vươn lên được trên nền cát trắng nóng bỏng, cộng thêm sự mặn mòi của nước biển là thành quả đạt được đầy kỳ công của người lính hải quân nơi đây. Đảo sinh tồn đông. Ít ai nghĩ giữa mênh mông sóng nước như thế này lại có một màu xanh vươn lên từ biển. Cát trắng, đá san hô, đó là thứ vốn có sẵn trên tất cả các đảo, đặc biệt là đảo chìm ở Trường Sa. Nhưng với bàn tay cần mẫn của người chiến sĩ hải quân vẫn bắt những mầm xanh phải vươn lên từ cát nóng, biển mặn. Đào hố để trồng cây trên đảo, việc làm tưởng chừng như đơn giản, nhưng kỳ thực lại vô cùng vất vả. Đá ở đây có lẽ nhiều hơn cát. Kỳ công, cần mẫn và với tinh thần trách nhiệm cao của người lính, rồi từng cây xanh cũng được vững gốc trên nền cát, đá. Chúng ta xây dựng một cái hòn đảo xanh là một điều mà tâm huyết của nhiều lớp lớp cán bộ chiến sĩ trên đảo, và hầu như mỗi cán bộ chiến sĩ khi ra đảo lại trồng và chăm sóc một cây xanh trưởng thành khi người ta rời đảo. Trước đây khi lên đảo có lúc mới xây dựng đảo toàn là cát trắng, nhưng bây giờ đã anh thấy cái cảnh quan môi trường trên đảo đã rất là nhiều cây xanh, và những cây xanh tiếp tục nối tiếp nhau lên thì đây là cái thành quả cũng công sức đóng góp của rất nhiều cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trồng cây để phủ xanh đảo ở Trường Sa không phải là việc làm thư giãn khi hết phiên trực gác của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Nó đã trở thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người lính khi bước chân lên đảo làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vì vậy, biết là khó, nhưng các anh lại lấy chính việc khó đó để chứng minh đức tính kiên trì, lòng nhẫn nại, khắc phục gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã được định sẵn. Và kết quả lớn nhất đạt được đối với việc trồng cây phủ xanh đảo, đó là bài học thực tế có tính trải nghiệm cho những chiến sĩ trẻ khi nhận lệnh ra làm nhiệm vụ tại đảo ta. Khi ra đến đây thì thấy cơ sở vật chất và tình cảm của anh em ở trên đảo thì em cũng thấy yên tâm phần nào và vững tin hơn. Rồi em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển của Tổ quốc. Cây lên xanh, đảo thêm vững. Tấm lòng trung kiên của anh bộ đội Cụ Hồ trước sóng gió biển khơi sẽ không ngừng được củng cố. Biển Trường Sa, đảo Trường Sa mãi mãi là của người dân đất Việt. Vì vậy, trồng và chăm sóc được một cây xanh tươi tốt cũng có nghĩa là thêm một cột mốc chủ quyền của dân tộc ta tại Biển Đông.